Hello anh em, tiếp tục có lộc nha anh em. Nay tiếp tục xuất kho về cho mấy anh trai Đắk Bắc nha. Nay ra được 4 xe nữa nha anh em ơi. Cảm ơn mấy anh trai nha. Em đầu tiên lên xe là 5018. Mua cho khách vô trực tiếp xe máy nha, về Thanh Chương, Nghệ An. Nay em về Đất Nghệ đó nha. Cảm ơn mấy anh trai Nghệ An đã ủng hộ cửa hàng. Máy dàn xe hãng nha anh em. Con này em không xe Việt, hàng tầm trung, giá rất là vừa xài luôn. Cả máy cả sới hơn 200 xíu nha anh em. Nhìn sới cao ghét 1m82 nha. Cho em nó về Nghệ An. 5018 xe Việt, hàng dân dùng nha anh em. Giá cực kỳ hợp lý. Con này hàng tầm trung à. Mấy anh em nào kiếm máy rẻ là kiếm mấy con này khá là ok nha. Máy dàn xe hãng, dàn xe Thái, KX 182, dàn đĩa 6 dao. Về được không? Ai biết. Thử thắng lại. Thử thắng lại chính. Tới chạy tới thử. Sao thắng bao nhiêu không anh? Cho em này về xứ Nghệ nha anh em, 2018. Máy dàn xe hãng nha. Thử thắng cái. Tăng đưa lên, không được rồi, thắng bên đây lên. Thắng bên kia được rồi, tăng đưa bên đây lên nữa. Chị kêu ông tăng đưa cho lấy chai G7 luôn vậy. Kiểm tra đàng hoàng trước khi lên xe nha anh em. Thử thắng thử cầu. Con này hàng giá rẻ nha. Xe này xe Kuta Kagit xe hãng 1m82. Vàng cổ Thái nha anh em. Này sức cũng được 4 xe nữa nha anh em, 4 xe ra Bắc. Hai con 4,5, một con 518. Con này giao trực tiếp cho khách nha, khách vô xe máy về Thanh Chương, Nghệ An. Tăng lên xíu được à. Tăng lên chút xíu được à. Bên đây nó chưa ăn nè. Chưa. Tăng lên chút đi. Tăng hai bên lên cũng được. Con này bản Việt nha anh em. Hàng dân dùng, giá rất là vừa xài luôn. Cả máy cả sới tầm hơn 200 xíu là có nha. 5018 Việt.
Rồi, cảm ơn chai đất nghệ đã ủng hộ nha. 2018 về Nghệ An. Mấy anh em cần máy cứ liên hệ nha, xe kho bãi còn nhiều lắm. Còn tăng được không? Được mà hả? Chút hả? Xe kho còn rất là nhiều nha anh em. 4,5,50,60,70 gì con đầy đủ hết. Con xúc lật này cho anh trai ở Quảng Bình. Con này cũng chuẩn bị lên xe đấy nè. 4508DI máy xúc lật về Quảng Bình. Con này khách vô trực tiếp xe máy nha anh em. Bên em thì có đủ đồ chơi hết chứ nha. Sới cài ủi xúc lật thì có đủ hết. Rồi anh em mình cần máy cứ liên hệ em nha anh em. 0365745782 0333333199 nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm nha.